Ý nữa, hàng ngày chúng con đọc tụng kinh. Con muốn cúng cháo thì để trên ban thờ gia tiên hay để ở bên dưới, và cúng một bát hay đủ 12 bát. Và cúng lúc chúng con đang đọc kinh hay đến chiều mới cúng cháo ạ. Cúng cháo ở đây thì thường cúng vào buổi chiều, từ khoảng 4-5 giờ trở đi, tức là lúc mặt trời chuẩn bị lặn đó, cái giờ đó. Bây giờ thường nếu mùa này thì khoảng 5 giờ, nếu mà mùa đông thì khoảng 4 giờ, 4 rưỡi trở đi là được rồi, tức là mặt trời sắp lặn. Nó mặt trời chúng ta nhìn từ trên cái đỉnh núi khoảng đầu sào là được, mặt trời sắp lặn. Nói nôm na là cứ khoảng độ chiều chiều 4-5 giờ trở đi là được. Đó. Khi cúng cháo thì chúng ta cũng không cứ là phải đủ 12 bát đâu. Chúng ta múc là một bát cũng được, không sao. Nếu chúng ta không nấu cháo thì chúng ta có cái cháo làm cháo sẵn ấy. Chúng ta lấy nước sôi cho vào cái cho bát cháo là một bát được, không sao. Cho vào một bát to được, chúng ta để cho mấy hàng chục, hơn chục cái đôi đũa vào đấy, hơn chục cái thìa vào đấy. Đó, một bát cháo to như thế và một đĩa muối, đĩa gạo nữa, ít ít thôi. Không cứ phải cả cái đĩa nửa cân đâu, phải là có thôi, làm phép thôi. Ít nhất là từ 7 hạt trở lên là được. Chúng ta nhớ từ 7 hạt trở lên. Muối cũng thế, mà gạo cũng thế, cơm cũng thế. Từ bún bánh thì khoảng tầm một bằng cái đầu ngón tay cái này là được thôi. Đấy, chúng ta cho vào trong bát nước. Nếu mà cúng cơm, cúng gạo hay cúng bánh thì cho vào trong cái chén nước hoặc bát nước sạch ấy, nước trong tịnh thủy ấy. Còn cháo thì chúng ta đun cháo rồi thì thôi. Đó, không nên để trên ban thờ mà cúng cái đấy. Cái đấy chúng ta phải để dưới sân, để ngoài hiên nhà ấy. Hoặc nếu mà các cụ ở trên tầng thượng ấy thì chúng ta để ngoài lan can. Nếu nhà không có ngoài lan can ấy, thì chúng ta để dưới tầng 1 cũng được, hoặc để ở dưới đất ở bên cạnh cái ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta trên tầng thượng cũng được, mở cửa ra. Mở cửa ra. Nếu mà nhà trời nó nóng quá bật điều hòa không mở cửa được thì đóng cũng được, không sao. Nương vào pháp của Phật thì đều có thể cảm ứng đạo giao á, bất khả tư nghỉ, mười phương á, thông suốt vậy. Đó, đây là cái khi cúng cháo. Phật tử này có câu hỏi như vậy.